hơn thì có thể chọn loại phím có độ dày từ 1 mm trở lên. Còn nếu mà độ dày dưới 1 mm thì khi đánh nhanh nó sẽ bị biến dạng, nó đã bị biến dạng, plastic nó bị biến dạng làm cho cái nốt nó không chuẩn xác, không có đánh nhanh được. Nên chọn loại độ dày và nó có tổng cộng 8 phách trong một ô. Thì người ta cụ thể là như sau: tôi đánh chậm, rất chậm và đếm nhịp 1 và 2 và 3 và 4 và 1 và 2. Cốt lõi vấn đề của tapping như thế này, nó vẫn là hammer on pull off legato đó, nhưng mà thêm tay phải vào thì tay chúng ta di chuyển như thế này để tạo một cách ví dụ, hay là ví dụ 7 ngón 3 4 đây. 1 3 4 1 3 4. Ok, đó là ngón 1 3 4. Rồi, scale la thứ tự nhiên này. Đó, đánh không cần nhìn á, không bị lộn nữa, không bị lộn những cái chỗ mà fragment chéo.